kẹo nó bị hơi bị vênh vênh cánh tí thôi chứ không có lẽ nó lại là siêu phẩm luôn. Đây là clip mình quay nó đấu với chim trời nhé. Nó đấu với chim trời thì bao giờ nó cũng căng hơn. Chứ con này toàn bộ vẫn cho ăn cám tổng hợp 25.000 nửa cân. Ai kết con hàng này alo mình 036 5600 511. Em này mộc lở 6-7-8 tháng rồi đấy, tầm đấy rồi. Không tật lỗi gì, ngoài mỗi nó cánh cái đợt mình gỡ cái gỡ ở trong lụp ra là nó chắc nó kiểu nó bị say khớp hay là gì đấy, cánh hơi vênh vênh tí thôi nhé. Gọi là nhìn bình thường không thấy gì hết. Nếu mà khi chơi không thấy gì, gọi là khi nhìn gần thì nó dâm hàng này thì về thì lên cám mà chơi qua vụ lông rừng thì ok luôn. Chim này không biết không bao giờ bu chụp mấy đâu. Nếu mà anh em nào thích thì có thể làm mồi luôn được luôn. Nó vẫn mới thuần được khoảng 70-80% thôi chứ không chưa thuần lắm. Cũng gọi là thuần rồi. Thách nồng thì hơi nhảy nhẹ, treo là rời tay nào bắn, rời tay là lỗ. Anh em nhìn kỹ con chim nha. Con chim ở bên ngoài thì nó mình bẫy về nhưng mà nó hơi bị vênh mỏ một tí, nó bị vẹo mỏ nên mình thả nhưng mà nó là chim rừng nên ra ngoài đồng bằng mình nó cũng không biết gì, nó cứ quanh quẩn đây thôi. Ngày nào nó cũng về đây. Hôm nay mình đi bẫy cũng hơn 100 cây số nhưng mà mùa này nó sinh sản rồi nên là rất là khó bẫy. Và đâu không phải là ngày nào cũng được chim, rất là khó đánh mùa này. Và anh em nào xem ưng thì gọi điện cho mình nhưng mà cũng đừng, anh em bình luận tham khảo mình cũng rất là cảm ơn thôi, nhưng mà ai mua thì mua, mà không mua thì cũng vui vẻ chứ đừng nên nói lời cay đắng quá vì mình thuận tiện thuận mua vừa bán mà. Nếu ai kết con này thì alo mình, con này thì được 6-7-8 tháng gì đấy. Con này mà lên cám qua vụ lông mà lên cám thì chắc là chơi nát, quá đẹp. Con này mỗi tội là hơi bị vênh cánh tí thôi chứ không nếu cũng có thể là đi dàn được. Anh em có nhu cầu thì cứ alo. Đây này, anh em nhìn kỹ cái cánh hơi bị vênh tí thôi. Đấy. Chứ ngoài ra không có một ảnh hưởng một tật lỗi gì khác, chỉ có mỗi tật là ché nhiều thôi. Rộng thì bao 2, 3, 4, 5, 6, 7, rộng này thì ok rồi. Anh em mua con hàng này về mà gọt thì quá ok luôn.
và anh em con này lưu ý là mình dùng toàn bộ cám tổng hợp, cám Minh Nga, cám loại cám 25.000 nửa cân ấy. Treo rời tay là hoắt. Hàng này rất mau mùa, hoắt cả ngày. Nhưng mà nó hơi bị nổi một bên cánh một tí, nó hơi chéo chéo. Nhìn bình thường nhìn để ý kỹ mới thấy. Định để gột làm mồi nhưng mà thôi, quá tải san bớt cho anh em nào. Bắt con này mình để giá cho nên rất mệt. Con này nếu mà có một chim đôi về thì nó cầu cánh nó ché thì thôi rồi, làm mồi cực ok. Hoặc là nghe hoát thì giọng con này khá là hay. Phần rơi tầm 70-80%. Con này về anh em vực mồi cho lồng bẫy đến mồi má trắng này là bẫy được luôn. Rồi để tí nữa tôi cầm lên chỗ vườn khác nó có đôi tôi quay thử cho xem. Giọng tầm 4-5-6-7.